vướng không? Thank you.
quê hương ta bao thay đổi.
Xin nồng nhiệt chào đón các vị đại biểu khách quý đã về dự buổi gặp mặt mừng Đảng mừng Xuân năm 2018. Kính thưa quý vị vừa được thưởng thức các làn điệu chèo và hát văn mừng Đảng mừng Xuân do các nghệ sĩ nhà hát chèo Ninh Bình thực hiện với các tiết mục lời ca mừng Đảng mừng Xuân, hát chèo quê hương ơn Bác, hát văn cảnh xuân, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Lâm Bình, nghệ sĩ Phạm Bình. Chỉ đạo nội dung Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, chỉ đạo nghệ thuật giám đốc nhà hát chèo Ninh Bình nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Quang Thập. Kính thưa quý vị, không khí xuân mới đang về trên khắp mọi miền quê hương tổ quốc, mang một màu nắng mới, một sức sống mới cho đất trời cỏ cây hoa lá. Hơi xuân lướt nhẹ qua từng ngõ quê, đến từng con phố, hòa vào lòng người dạo dực cùng đất trời. Mùa xuân không chỉ thể hiện cho sự giao mùa, kết thúc một năm cũ, đón một năm mới, mà mùa xuân còn in đậm dấu ấn với các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Kính thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh. Xin trân trọng kính mời quý vị tiếp tục thưởng thức chương trình nghệ thuật do Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, Công an tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Tam Điệp, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Yên Mô và Nhà hát chèo Ninh Bình thực hiện. Chương trình nghệ thuật gồm các ca khúc Đảng là mùa xuân của em, ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la, hát sầm theo Đảng trọn đời, ca khúc Linh thiêng Tràng An, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, ca khúc Về thăm Ninh Bình, Những trái tim Việt Nam, Quê hương mùa xuân và ca khúc Mùa xuân ơi. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Cha chưa.
Oh.
Thank you.
6 năm.